Con gái đi chơi hả? Sao? Bây giờ là con trai à, con gái đây. Gái hả? 400 bao phòng. Bao phòng là phòng anh dẫn đi hay là phòng em dẫn đi? Xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay lại tiếp tục một hành trình đi dọc đường quốc lộ 13. Khu vực này là khu vực gần Eon của Dĩ An Bình Dương đấy mọi người. Đây dọc theo đường quốc lộ 13 này rất là đông người, nhưng mà cũng nhiều những cái em gái hay hay đứng đây. Hôm nay mình sẽ đi review khu mới theo yêu cầu một số của anh em nhé. Nhưng mà thường thường thì mình đi thì mình cũng nói trước là mình cũng đứng, mình xin phép mình nói chuyện đàng hoàng, và mình cũng cho tiền họ rồi đấy. Nhưng mà một số anh em kiểu mà hay nói này thế nói lên kia đấy, thì bảo là ai cũng có một công việc riêng, thì mình thì cũng vậy, nên mình cũng đồng ý với chuyện đấy. Nhưng mình quay thì mình cũng vẫn bảo họ đứng, họ nói chuyện, mà sau mình vẫn cho họ tiền gì đấy. Hôm nay thì dọc khu này thì mình sẽ review một số khu cho anh em. Nhưng mà ở đây thì phần lớn là giống như là mình thấy như BD là nhiều hơn đấy mọi người. Đây phía trước này có một em gái đang đứng phía trước đây rồi. Mình hỏi em gái phía trước này xem tình hình thế nào nha. Con gái đi chơi hả? Sao? Bây giờ là con trai à, con gái đây. Gái hả? 400 bao phòng. Bao phòng là phòng anh dẫn đi hay là phòng em dẫn đi? Đi ở đây công an hay dí không? Đi đây công an hay dí không? Yên tâm, anh sợ lắm, hôm bị dí một hôm rồi, vừa mới chờ đến anh thì bỏ đi chạy rồi. Xong xuôi mới lấy tiền đấy, xong rồi nhìn em đâu giống con gái đâu, thật thì đùa. Thật mà anh nói thật mà, anh cũng đi vào nhìn này. Ok, chắc là phẫu thuật đấy. Bao nhiêu tuổi em, bao nhiêu tuổi rồi? 25 rồi. Nhìn hơi khác một tí, tại là nói chung là anh cũng muốn đi thôi, nhưng mà thôi đây để thôi, hẹn hôm sau đi. Nhìn điện nhìn em này là BD chắc rồi, nhìn ghê quá, 25 tuổi rồi. Nói chung là mình cũng sợ, khu này thì cũng nhiều nhiều BD đấy, nhiều cho những cái anh em nào thích chơi BD hay là đi vui vẻ về BD đấy thì gần được. Nhưng mà mình thấy một số bạn này chắc là cũng đứng tuổi, lớn tuổi rồi, em cũng không không thích lắm. Bảo nhìn rõ là BD nhưng mà cứ bảo con gái. Anh em nào mà thấy hay cho mình một đợt đăng ký kênh nha. Xin chào anh em nha.